chào mừng các bạn đến với chúng diễn biến hòa bình các bạn thân mến quan điểm của đảng và nhà nước không thể có tiêu chuẩn kép bởi như thế sẽ làm thu chột tinh thần đấu tranh của những người yêu nước và ủng hộ chế độ này chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết quan điểm của đảng và nhà nước không thể có tiêu chuẩn kép bài viết của nguyễn trọng nghĩa đấu tranh với nguyễn quốc thước là để phê phán phản đối quan điểm phản động và phản đảng mà mồm ông ta đã thở ra đó là đấu tranh với một kẻ không xứng đáng với đảng không xứng đáng với những gì đã được đảng ban cho ông ta đây còn là đấu tranh với những cơ quan báo chí cơ quan đảng và nhà nước đã ca ngợi ông ta kẻ có quan điểm phản động và phản đảng nhưng lại được nhận hết danh hiệu này tới danh dự khác đó là bất công xã hội cần phải đấu tranh vì với những kẻ phát ngôn chống chế độ với cùng quan điểm của ông ta thì đều bị xử lý thích đáng rồi đảng và nhà nước có thể có kế hoạch đối với nguyễn quốc thước tôi không biết kế hoạch đó có hay không nên không bàn tôi chỉ đấu tranh với ông ta để phản đối quan điểm trái với quan điểm của đảng và nhà nước quan điểm phản động và phản đảng của ông ta đã phát ngôn trên báo chí mà thôi quan điểm của đảng và nhà nước không thể có tiêu chuẩn kép bởi như thế sẽ làm thui chột tinh thần đấu tranh của những người yêu nước và ủng hộ chế độ này